ở trong nước vì đã cần các vị hãy đấu tranh cho chính cộng đồng người châu Á gốc Á ở bên Mỹ đi với những người Việt Nam Cộng Hòa trước. Em chào anh, đẹp trai anh nhỉ? Chào các bạn, chào chị em diễn đàn. Đang chạy xe định tấp vô cây xăng cái vi gọi lên. Em thấy có tín hiệu. Đổ xong xong chưa? Chưa, đang chuẩn bị tấp vô cây xăng cái vi gọi lên đây. Thì làm vài phút đi, chém gió vài phút đi. Em nghe nói mấy hôm nay ở bên Mỹ là bắt nhau từ rưa, đặc biệt là người châu Á, người da trắng, người da vàng, có nghĩa là mắt da vàng mắt đen mũi tẹt á, bị người Mỹ thượng đẳng là nó đánh từ lừa từ nước ấy, là thế nào cả ông cụ cũng không tha. Đây nè, thấy cái ông móc thùng rác không, vừa vô cây xăng cái là thấy đại ca liền, thấy chưa? Anh cầm điện thoại chạy ra phỏng vấn thử xem người Việt hay là người ở nước nào. Mỹ, không khéo là lại chú của A Quy á. Đấy, móc phần rác ra, móc rác ra để kiếm đồ ăn nè, thấy chưa? Ở bên nước Mỹ mà xứ tự do mà giàu có nhất thế giới vẫn có người đi móc rác ăn thế này á. Úi giời ơi, đấy mình đang đưa cho mà xem đấy. Để em nghĩ là chú của A Quy quá anh Việt trai. Oh my god. Đấy, nhờ có các anh các chị ở bên kia đưa những hình ảnh những thông tin như vậy lên cho em nè, với các bạn trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên, học sinh cấp ba và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường ấy, người ta mơ mộng rằng có một cuộc sống như nước Mỹ. Mới nhìn thấy cái bản chất này. Anh có dám ra phỏng vấn người ta tí không? Ôi, kệ nó đi. Phỏng vấn nó cũng thế thôi. Có người Việt Nam thì mình phỏng vấn, chứ còn Mỹ nó cũng vậy à. Chờ cứ có nói chuyện đi, mình ra ngoài mình đủ xăng xe, cái mình đeo cái tai nghe lên mình vẫn nghe được. Nghe rõ không? Nghe rõ anh. Coi chừng là chú của A Quy đó nghe ca đúng rồi đấy. Bởi vì thế hệ của những người như chú của Trần Nhật Phong hay anh Trần Nhật Phong ấy, là S1 của Việt Nam Cộng Hòa. Đến cái thời thứ hai S2 ấy, một số là cũng thất nghiệp à. Thiên đường Mỹ của bà Sọc. Đúng rồi chị Thơ Khánh. Em không ngờ là ở bên một nước đế quốc giàu có bậc nhất thế giới, cái gì nhất thế giới, mà bây giờ bới rác nhất thế giới, xin mì gói của Hoàng Kiều nhất thế giới luôn, vô gia cư nhất thế giới, Covid chết nhất thế giới, bạo loạn cũng nhất thế giới. Đó. Hầu như cái gì cũng nhất, nhất quả đất. Vâng, mời anh Việt Rai. Rồi, anh đổ xăng xong chưa? Đang đổ. Thì đấy, ở bên đây thì nó vậy. Cái khu này là cái khu khu ngon đó nha. Khu này là khu dân có tiền ở không á. Nhưng mà vẫn có người đi vòng vòng, đi xin, đi ăn đồ, đi... đi xin tiền giống như kêu là homeless á. Rồi thấy hồi nãy thấy mình vừa vô cây xăng cái thấy cái ông đó ông móc cái thùng rác không kia kìa, vẫn còn nhìn thấy ông để cái xe rác kia kìa. Ờ đấy, ông cứ đẩy từ từ ra ngoài kia xin gì xin kiếm chỗ nào. Dạ thì sự thật nó như vậy mà, đâu có ai nói xạo nói bớt gì đâu. Thế mà bọn nó tuyên truyền rằng này thôi các em cứ học xong không phải làm gì cả, cứ đi theo bọn anh, theo các chị đi qua các nước tư bản ấy, lao động đi sang châu Âu, đi sang Mỹ, các nước xứ sở tự do, không làm không có ăn, ngày làm việc thì có 4-5 tiếng à, thoải mái vui chơi, tiền thì cao,
được hưởng tất cả những cái thứ mà ở Việt Nam không có. Nhưng mà em thấy ở các nước tư bản bây giờ hưởng cái gì không biết, mà hưởng cái chết tự do là có rất là nhiều. Chết Ơi chị Covid ơi, nó đành nhá, nhưng mà chết không biết lý do tại sao mình bị bắn chết này hay bị đâm chết này đấy. có nghe ngày hôm qua Đúng quá, đúng có thấy quá. ngày ở trên ở bên New York có một cái bà đó 60 mấy tuổi, thấy thằng Mỹ nó tới nó đạp vô bụng bả, xong rồi nó cướp cho thêm 2 phát vô mặt nữa không. À. Ôi giời ơi, cái thằng đó nó ác thiệt, nó đá bả đi nhà thờ về mà nó đá vô bụng bả, đi trên cái hành lang nó đá vô bụng bả xong bả té, nó tới nó đạp cho 2 đạp vô mặt nữa, nó Mà tới bà nó đạp hai già đâu đạp có vô phải là phụ nữ trẻ ừ trung bà gì đâu. à bà già bà già Ừ. đó thì rồi xong rồi thêm một vụ cái thằng này chắc cũng người châu Á, nhưng mà mình nghĩ chắc là người châu Á mà không biết người gì, nhưng mà cái người ta quay được ở trên xe điện á, xe giống như là tàu điện ngầm đồ ở thành phố New York á, cái thằng Mỹ đen nó cũng bay vô nó đập, nó quýnh quá trời ở trên xe xe tàu điện luôn. Em cứ tưởng là người Mỹ da trắng thượng đẳng mới phân biệt kỳ thị với người gốc Á, nhưng hóa ra người da đen Bây giờ của nhá, Mỹ người ta tại mới phân vì biệt đúng là sao? hồi lúc trước Thế chứng á thì tỏ mình cũng là những người trước theo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa bây giờ cầm que cầm củi cầm kích lá cờ ba que thì người ta coi chẳng khác như như như, như rẻ rách cả. hồi lúc trước á thì mình cũng thấy là người mình cũng nghĩ là người Mỹ trắng nó kỳ thị thôi, mà bây giờ tới tụi da đen nó kỳ thị dân dân châu Á luôn. Bây giờ có mấy vụ da đen á, nó đè người châu Á ra nó quýnh. Anh quay lại cái camera về trước mặt anh đi, anh thì cho mọi người xem này, hoa mắt quá. Tại vì hồi nãy mình vô cái cây xăng giờ Lòng mòng tí lại thấy cảnh sát nó lại bắn chết người ở bên nước Mỹ của anh luôn đó. sáng đi công chuyện. Trời ơi, hồi sáng này lên qua bên diễn bà diễn đàn của anh Bằng chơi. Rồi xong rồi thấy cái ông Thanh Quỳnh ổng leo lên. Ổng nói chuyện cái cụ đó sao mà chán đâu quá cụ. Không có biết cái đất gì hết, cụ nói chuyện trên trời dưới đất, cụ chỉ nói leo nói trèo theo cụ mấy cái tay mẹ nó gì đâu đâu không nói chuyện, ủa chả đâu vào đâu hết luôn. Có mình nghe mình nói trời ơi, ủa mấy cái thằng này nó bị khùng, cái thằng này nó bị tưởng tận, nó bị sao á, lên nói cái gì đâu không à, chả đâu vào đâu á. Cái ông Thì đó ông các ở vị bên ấy có biết cập Baltimore nhật cái tin tức thời sự ở đâu? nói Baltimore, mà Baltimore đó là cái khu đó là cái khu vì biết cái hả là Mỹ đen nó ở, mà cái khu nghèo á, cái khu nghèo nàn ổ chuột á, cái ghê lắm. Hồi lúc trước mình thấy ổng có quay cái camera, ổng quay phim, ổng lên ổng livestream, ổng lên ổng quay một tí xíu ở ngoài, ổng quay một tí xíu ở ngoài trời mưa trời tuyết gì đó rồi mình nhìn cái mình nói rồi vô má, khu này là Thế cái thật khu luôn. má nó người bình thường không dám vô luôn á, mà ổng lên ổng quăng ổng nổ ở trên trời dưới đất, ổng nói nào là Việt Nam này kia kia nọ, mình thấy nó cãi nhau với mấy cái tay này thấy đuối với em mệt quá. Em hy vọng là người da trắng thượng đẳng người ta kỳ thị được rồi, nhưng mà bây giờ chuyển sang người da đen á, mỹ màu da đen người ta cũng kỳ thị người gốc Á luôn. Là các anh, em cũng phải hù anh nhá, anh Việt ra nhá, các anh khó khó sống á, anh đi lại phải cẩn thận, đặc biệt là vợ con của anh này, con nhỏ đến trường học á chắc chắn bị kỳ thị, kiểu nó cũng đi theo cái phong trào á, nó kêu gọi cả trên mạng xã hội mà. Đồng ý là cái đó là vi phạm pháp luật nước Mỹ, cái kỳ thị phân biệt dân tộc và chủng tộc.
sắc tộc ở bên nước Mỹ là nó vi phạm pháp luật nước Mỹ, nhưng mà nó vẫn làm âm ỉ mà bên đó nó tức nước vỡ bờ, nó bị phạt nhiều, nó không làm được gọi là nhẹ nhàng thì nó quay sang lâu lâu nó làm cho phát vác khẩu súng gọi là một băng đạn vài chục viên vài trăm viên nó đến lá lung tung này, đặc biệt là khu vui chơi giải trí mà có người gốc Á ở đấy nhiều, nghe khu vực chợ thương mại ấy, của người gốc Á Bây nghe giờ nguy đó hiểm thì á. giống như mình cũng có nói chuyện với mấy người quen mình, nói thì bây giờ bà con hạn chế lại, đừng có đi những người châu Á rồi nè, hay mấy người mình quen biết đó, hạn chế lại đừng có đi ra ngoài nhiều. Những cái chuyện gì mà cần thiết thì mình đi, không cần thiết thì thôi. Nhưng mà tụi nó mấy cái thằng kỳ thị mấy nó cũng mất dạy lắm, nó toàn là nó lựa mấy người già lớn tuổi không à, Đúng còn không? trẻ 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 như mình vậy đi ngoài đường á thì nó không dám. Ví dụ như nhiều khi mà nó cũng ngại ngại phải không, tại vì nó đâu biết trong người mình có đem đồ chơi hay là không hay cái gì đó. Nhưng mà thiệt tình là nói từ hôm đó tới nay mình đi lúc nào trong người mình cũng có đồ đó, cho nên nó chỉ lựa mấy cái người mà lớn tuổi á, vì thấy đa số là nó tới nó đánh từ sau không à, rồi nó bỏ nó đi rồi này kia, chứ còn mấy người trẻ thì nó cũng ngại, nó không dám. Nhưng mà Mỹ thì nó cũng tới, nó ví dụ như báo cảnh sát thì cảnh sát cũng tới lập biên bản rồi vậy vậy rồi xong rồi nó cũng im, cũng đâu vào đấy, nó đâu có móc ra nó điều tra hay là đâu có làm giống như là tận tình nhiệt tình đâu, nó cũng đâu vào đấy rồi cũng cho qua thôi. Bên nước Mỹ là vậy mà. Nhưng mà anh có tin rằng là sau cái vụ nước Mỹ mà kỳ thị phân biệt người gốc Á nhá, sau này vài tháng nữa hoặc là tháng trong vòng tháng này này, tháng 4 bước sang tháng 5 này, lan sang châu Âu người ta cũng bắt đầu phân biệt kỳ thị gốc Á này, cả châu Âu nhé, không phải riêng nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ kêu gọi là châu Âu lúc nào cũng đáp đáp lời. Đó, trả lời là như vậy. Thì Anh thử nó coi. hy vọng là nó đừng có lan truyền giống như là cái vụ mà cái thằng đen mà hôm bữa bị giết chết, cái vụ Có, mà hôm chắc bữa chắn là có. nó cũng biểu tình từ từ bên châu Âu, từ bên Mỹ rồi cũng lan qua châu Âu đó. Đó rồi nói chung là tình hình bây giờ thì dân châu Á cũng cũng ấy lắm, mà đa số là bên San Francisco, bên Cali nha, mà bây giờ mình thấy nó chạy qua tới New York rồi. Nó Còn phải cái chỗ mình bùng ở phát một trận mạnh mạnh ở bên nước Mỹ thì nó mới lan sang châu Âu. Nó cái chỗ mình vấn ở đề bỏ qua đi. Bây giờ cái tình hình dịch bệnh em thấy nước Mỹ là nó tạm tạm ổn á, nhưng mà ở bên cạnh nước láng giềng hàng xóm của nước Mỹ các anh bây giờ là Canada một ngày chết hơn 4.000 người là cũng hơi căng căng ấy nhỉ, tương lai lại vượt nước Mỹ cũng nên. Canada hả? Vâng. Canada thì nói đúng là nó cũng không đánh đổi đâu, tại vì nó thưa dân lắm, nó không có, nó sẽ không nhiều bằng nước Mỹ đâu, tại Canada cái đất của nó rất là lớn mà dân nó thưa, nó chỉ có được vài cái thành phố lớn chút xíu thôi, cũng không đánh đổi giống như Mỹ. Mình không có quan tâm Canada, mình cũng không có rành Canada lắm. Hồi đó thì cũng có hay qua bên đó chơi thôi, nhưng mà từ hồi mà mình xuống mình ở ở dưới Texas này, mình ở sát với mấy anh Amigo là mấy anh Mexico á, mấy anh Mỹ á, cho nên mình không có quan tâm với Canada nữa. Chào chị Ngọc Ngọc Linh. Vâng, có một câu hỏi nữa cho anh, đấy là các anh chị ở bên Mỹ sắp đến ngày 30 tháng 4 rồi, có nghĩa là một tháng nữa là kỷ niệm ngày 30 tháng 4, có nghĩa là bên bên que củi gà què ấy, ở bên Mỹ lúc nào cũng bên Cali ấy, cũng muốn tổ chức ngày quốc hận, là có cả tàu nhân tảo là đi bộ luôn, đi trên đường phố luôn đấy. Thì năm nay không biết là dịch bệnh như vậy là bên đấy có tổ chức ngày quốc hận đấy không?
cái vụ đó không biết à, vụ đó không biết năm nay là tàu có chạy trên đường phố không. Nếu mà tàu mà chạy trên đường phố xong là thôi nó chạy vô tới trong nhà, nó chạy lên sân khấu luôn á. Có thể năm nay không chạy trên đường được nhưng mà tàu sẽ chạy lên sân khấu. À. Chắc bên đó mấy người đó họ cũng làm này làm kia. Chắc vẫn Thật diễn trò thôi sự nhỉ, cùng lắm ra tượng đài của đệ nhất tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ở bên đó, với tượng đài Lý Thái Tổ ở bên Mỹ, nhưng mà chả biết ai cấp visa cho cái đội đấy sang bên Mỹ thôi. Thắp hương ta biết tí. ôi giời ơi, cần gì cấp visa, đưa mấy ổng đi chui không chứ cấp cái gì. Dắt mấy ổng từ ở đâu ở bên bên kia mà qua tới bên này luôn á, không cần visa cũng mấy ổng cũng qua tới đây ào ào luôn á. Thấy 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 thấy, thấy lì không? Không, ý ý em hỏi là ai cấp visa cho Ngô Đình Diệm sang bên đó, có cái tượng đài bên đó là một này, thứ hai là vua Lý Thái Tổ, tượng đài Lý Thái Tổ, Lý Thái Tổ không biết là ai 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 cấp visa cho sang nước Mỹ là có cái tượng đài ở đấy nữa cơ. Thì đấy, tháng tư này là cái tháng đi tới đâu cũng thấy toàn là ở bên này thôi nha. Mấy cái chỗ mà Việt Nam, mấy cái chỗ mà đông mà có nhiều người chống cộng á, ôi trời ơi, treo cờ vàng rồi này kia cái nọ, làm đủ trò đủ thứ đó. Mình thì có đời nào mình quan tâm mấy cái chuyện đó đâu, mà tôi lo đi làm chết cha luôn, đâu có rảnh đâu. Nhiều bữa cũng muốn lên Đi chung tám tí xíu mà còn còn không có thời gian nữa. thế em thấy mọi năm mọi khi á, trước khi diễn ra cái sự kiện 6 tháng 1 2021 kia kìa, thấy ở trên lãnh thổ nước Mỹ ở chỗ nào cũng tràn ngập cờ ba que xỏ lá luôn, cờ vàng á, nhưng mà bây giờ sao ít thế? Thì đấy, thì từ cái bữa đó nó được được lên sóng cái là bắt đầu nó cuốn cuốn cờ dẹp. À. Rồi xong rồi cuốn cờ xuống bị dân chúng chửi quá, ủa sao kỳ vậy, đang vui vẻ tự nhiên cuốn cờ, cái giờ bắt đầu từ từ mấy chỗ nó treo cờ lên lại. À. Làm toàn là trò hề không. Thế nó bảo là ui giời vinh dự lắm, cái lá cờ đi khắp các quốc gia trên thế giới tung bay ở trên tòa nhà Quốc hội nước Mỹ là vinh dự lắm. Cái chuyện thực tế đây nè, không có chịu lo, toàn là lo ba cái chuyện bao đồng đấy. Thì ba cái vụ mà người này người kia bị đàn áp gì, hồi hồi lúc trước còn là người người Trung Quốc, người Tàu rồi này kia, bây giờ tới người Việt Nam luôn, tới người Việt Nam bị tụi nó kỳ thị, tụi nó đánh đập gì á, mà có thấy ông nào cầm cờ xuống đâu. Mấy cái chuyện này bao nhiêu người lên nói rồi, nhiều khi mình cũng muốn lên nói, mình thấy có người nói rồi, giờ mình cũng thấy nó chướng tai gai mắt cái chỗ đó mẹ nó, rồi đa số rồi nó im hết trơn à, bác hết trơn à. Mỗi lần mình nói chuyện với mấy 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 người mà mình biết mà cũng cái theo cái kiểu mà chống cộng á, mình cũng nói ra ô nó lơ 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 bác hết trơn à, chả hiểu đó. Mấy cái chuyện Anh thực ơi, tế trên em đường có một cái con này để em giải quyết cái con này, cái con của đây. Robin này, nó hỏi là xin hỏi Đức Thánh Trần Hưng Đạo có phải là anh hùng dân tộc của chỉ riêng cộng sản không? Vậy đúng vậy, bởi vì Đức Thánh Trần Hưng Đạo ấy, ông ấy trung kiên ái quốc vì nước vì dân, không như cái lũ Việt Nam Cộng Hòa bán nước bán rẻ lương tâm, nhận giặc làm cha, hiến đế giày của cha, đu càng hại nước hại dân. Rồi hết, mời anh tiếp tục. Vi ơi, Vi nói chuyện ha, mời anh em nào lên đây, mình vô đây mình mua đồ cái, mình ghé đây mình mua Rồi đồ cái rồi, rồi ok, mình đi cảm ơn ra, thì anh. mình lên mình chơi tiếp. Rồi. À, cảm Anh ơn thức Vi quang nha, đâu chào rồi, Vi. anh cho cái tín hiệu nào.